Sáng ngày 2 tháng 6, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng do Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố về việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với Ban cán sự Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tham gia đoàn kiểm tra có trưởng ban nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Đà Nẵng. Buổi làm việc tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm như việc quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương chỉ đạo của ngành và thành phố về công tác cải cách tư pháp, về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Năm qua, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát thành phố đã triển khai đầy đủ các nội dung trọng tâm trong chương trình cải cách tư pháp năm 2021-2022 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng, đã lãnh đạo Viện Kiểm sát hai cấp thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách tư pháp trên mọi mặt. Đội ngũ kiểm sát viên có tinh thần trách nhiệm, ý thức trong rèn luyện nâng cao trình độ phẩm chất đạo đức, duy trì tốt công tác phối hợp liên ngành, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao Ban cán sự Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố về việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp. Viện Kiểm sát hai cấp làm khá tốt công tác tranh tụng tại tòa, linh hoạt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, vai trò chủ trì trong xử lý án hình sự, tin tố giác tội phạm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ công chức được đảm bảo, không để xảy ra sai phạm. Tuy nhiên, việc thụ lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm vẫn còn thiếu sót, cần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát hai cấp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố trong thời gian đến cần tập trung vào các vấn đề sau. Thành phố tiếp tục thực hiện một số cái nhiệm vụ. Có mấy việc. Một là chức năng lãnh đạo về công tác thực hiện triển khai các nghị quyết, các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Lãnh đạo thực hiện về công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo trách nhiệm của ban sự Đảng, trách nhiệm ban sự Đảng. Rồi vai trò tham mưu cho các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy, trực tiếp là ban nội chính và với thường trực ban thường vụ Thành ủy, những vấn đề liên quan đến lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ chung và nhiệm vụ các tư pháp của ngành kiểm sát. Cái vấn đề thứ hai là hết sức chú ý công tác giáo dục bồi dưỡng về chính trị tư tưởng gắn với công tác xây dựng Đảng trong nội bộ ngành. Vấn đề thứ ba là nâng cao chất lượng cái thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực thi đúng đủ hiệu quả quyền hạn nè, nhiệm vụ nè, trách nhiệm theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Cái vấn đề thứ năm là thực hiện kiểm sát chặt chẽ quyết định thi hành án dân sự, thi hành án như hành chính như để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ những cái trường hợp miễn giảm hoãn tạm đình chỉ này, chưa có điều kiện thi hành án này, áp dụng thời hiệu này, việc cưỡng chế tiêu hủy vật chứng giải quyết khiếu nại và ý thác thi hành án là cũng phải chú ý. Cái tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và công tác nghiệp vụ, chuyển đổi số trong ngành kiểm soát phải được xem là một nhiệm vụ quan trọng, và đề nghị anh Quang cũng phải chỉ đạo vấn đề này trong cái xây dựng cái thành phố thông minh, thì cái chuyển đổi số của chúng ta trong cái ngành tư pháp cũng hết sức chú ý.